Ô, xin chào cô chú anh chị và quý bà con đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hôm nay em có đến chuồng của cái anh này để ghi hình đăng bán giùm cho anh hai con bò lai xin rất là đẹp nha cô chú anh chị và các bạn. Lông da phải nói là nó rất là ok. Đó, con bò này theo cái thông tin của anh cung cấp cho em là con bò này á là nó đẹp thiệt. Bò này nó gần 2 tháng thai, 2 tháng hay 2 tháng hơn rồi. Hai tháng mấy bữa rồi. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại để trong hình nha. Bò này là đầu trụi nha cô chú anh chị các bạn. Đó, xin đầu trụi màu đỏ mật. Thì mong là cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video của em nếu như mà cảm thấy thích cái chương trình này. Và một điều nữa là cô chú anh chị hãy thấy thích cho em làm chương trình này thì hãy like như thế này dưới video để ủng hộ em có thêm cái động lực làm nhiều cái video như thế này, tạo một cái diễn đàn cho cô chú anh chị mua bán khỏi mất thời gian để chúng ta đi tìm kiếm nha mọi người. Đó, thì cái giá cả thì vô em đã thương lượng sẵn sàng cho cô chú anh chị và các bạn, thì chúng ta chỉ việc mua được thì chúng ta có liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em để trên màn hình. Và bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn đến với cái nội dung ngày hôm nay. Cô chú anh chị và các bạn, đây nó, con bò này nói chung là nó rất là đẹp nha, bò xin, bò lai xin đầu trụi ha, à, rất là đẹp nha. Bây giờ anh chủ nhà nói chung là cũng báo thật sự với cô chú anh chị và các bạn luôn, anh chủ nhà là con này con tơ chưa lên giống nha, còn con này bên đây là vô tinh được 2 tháng lại mấy ngày rồi. Này anh vô tinh gì vậy? Kem phải không? Đây cô chú anh chị và các bạn, vô tinh được 2 tháng lại mấy ngày rồi. Bây giờ anh muốn bán cặp này với giá là 60 triệu của chú anh chị bạn. Đó, thấy không? Rất là đẹp nha. Màu đỏ mật luôn. Lông da thì khỏi chê. Mặt mày nè. Chân móng nè, rúng yếm, rúng là rúng chiền. Chân móng sò ha. À, màu rất là đẹp nha cô chú anh chị bạn. Màu đỏ mật. Sái bướm hoàn toàn nghiêm chỉnh. Đây em lại gần cảnh. Nó sấy hoàn toàn nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị bạn. Sấy mặt. Màu đỏ mật nha. Chiều cao của con này khoảng 1m3, hơn 1m3 đó. Tơ chưa đẻ lứa nào. Con kế bên đây cũng màu đỏ mật nhưng mà lông da nó gắt hơn con bên kia nữa. Rất là đẹp. Cặp này anh muốn bán với giá là 60 triệu. Rúng là rúng chiền. Đó, cô chú anh chị bạn thấy. Quá ok. Rất là đẹp. Chiều cao khoảng 1m3 có hơn. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình nha. Bán được lão này bán luôn không? Này đưa lên làm thơm một cái ha, đủ tiền. Nãy anh hai anh điện hay anh hay vậy? Con này dạng thùng im ghê. Con nhìn này, con này nhờ dạng thùng bự. Con này nhờ dạng lông da.
Con kia màu đậm hơn con đen chú, màu con nào cũng đẹp. Chuồng bò anh phải để cho nó thoáng vậy nè, khô ráo con bò nó mới nằm, nó mới tội. Bò này anh phải để cho nó khô ráo chứ anh để cái chuồng ẩm ẩm sao mà con bò lớn nó thiệt. Chuồng bò mà anh để ẩm thấp với lại cái phần nó tối thui về mũi nó xuất hiện nhiều, anh làm sáng lên là con mũi nó sợ. Cho anh sợ mũi mà anh để anh che anh đậy không bò nó dễ bị nhiễm bệnh đồ tùm lum hết trơn. Nó góp ý cho anh bò này nhìn vàng lông da gắt thấy ghê luôn ơi. Tơ chưa đẻ lứa nào, chiều cao khoảng 1m3. Con đây chân móng móng sọ màu đỏ mật, nhìn cũng gắt dữ lắm, gắt. Em nghe anh ơi. Không, bây giờ em đang đi ghi hình ở dưới battery. Dạ có gì không anh? Giờ em đang ở dưới battery đi chứ chiều chắc khoảng 3 giờ mới về. Ở nhà còn chiếc xe đó anh. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Xe bên kia con. Nó cũng ngang ngửa xích chút xíu, xe xích một chút tại con kia đứng dùng chân. Bò này nó lên tầng nhất là xịn, tơ cái này. Rồi bây giờ em lấy thước em đo hạo thử chiều cao gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem bò nó cao như thế nào nha. Rồi cô chú anh chị và các bạn, em mới lấy thước để em đo hạo thử chiều cao của hai con bò này. Nói chung là con bò mé bên đây là chiều cao của nó là 1m32, đo từ cái phía sau lưng của nó chỗ cao nhất. Còn con bò bên kia là khoảng 1m3 cô chú anh chị và các bạn. Nó hai con, mỗi một con có giá là 30 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em, số điện thoại em để trên màn hình ha. Con này chiều cao 1m32, tơ chưa lên giống. Con này chiều cao 1m3, gieo tinh rồi 2 tháng lẻ mấy ngày. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em, số điện thoại em để trên màn hình. Chân móng sái tích, dậu rúng thì em quay cận cảnh đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn rồi đó. Từng có lên trên Facebook có cái ông ở bên Thái, ông kết bạn bên Thái hay bên Cam thì kết bạn Facebook nhanh ha. Thánh thần ông nội ông đăng mấy con bò lên nhìn thấy bắt đầu gần chết luôn. Mấy con bò mà mấy con bò giống như mấy con bò cỏ hồi xưa, cái bò núi á, tỏ đuôi hai cái sừng nó trỏm lên trước mà cái bụng nó chà bá mà
nhìn thấy mắc rầu gần chết mà ông nói tiếng Thái, tiếng Campuchia gì đâu á, không 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 có biết được, không có hiểu được cái tiếng, nhưng mà nhìn thấy mấy con bò đó muốn xỉu. Mà ngộ nha, ảnh nhiều khi ảnh vô ảnh bình luận cái trong cái phần cái bài đăng của anh mà không biết anh nói gì, đâu biết tiếng gì đâu dịch. Bò nó nghe chắc bò miên quá, bò cam, bò đó bò gì đâu, đưa hai cái sừng nhọn quắc à, mà đeo chuông luôn đó, mấy bò đực đeo chuông đồ ghê luôn. Mấy sừng nhọn quắc à, không biết bò đó bò gì. Bò đó anh biết là ăn bò gì ngon. Nướng. Bò nướng tui hả? Không mà mấy bò đó thịt dữ à, thịt đó thịt chắc cú luôn á. Cái nó mà bò dẻ thịt chứ. Bò đó không có cho ăn thức ăn, nó uống gì á. Bò đó chủ yếu rơm với cỏ, nhiều khi thả lan. Bò đó săn thịt hang. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em, số điện thoại em để trên màn hình. Và mong là cô chú anh chị hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo của em. Nếu như mà cảm thấy thích em làm chương trình này, em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.